Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mèo talking Tom nè, talking Tom với chúng tôi à. Trời ơi, có gì đâu mà tội. Sim đánh nó vui quá trời luôn á. Sim thấy cây đánh nó mà nó chạy quá, chạy đi. Đánh cái mèo mà dừng lại coi. Ngon, chạy đừng chạy đi, chạy đi. Trời ơi, tót chìm tôm này. Ủa, mọi người ơi, có chuyện gì mà ồn ào vậy mọi người? Ủa, chuyện gì vậy? Trời ơi, mà ê, cây 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 làm gì vậy? Đi vô trời ơi, cây nói Sim nghe nè, bây giờ cây chỉ đang đánh con mèo talking tôm thôi. Sim đừng để cây phải đánh con mèo. Vậy nói ai không muốn đánh ai hả? À không, ý cây không phải vậy, nhưng mà talking tôm ồ hết không nha. Ơi cây, bạn làm cái gì đâu mà bạn tiên bạn quýnh con mèo tội nghiệp nó quá vậy? Ủa mà con mèo này nhìn lão vậy? Ủa nói đâu tội nghiệp, bạn nhìn con mèo này bạn không biết nó con mèo nào hả? Ủa ơi, cái con mèo này nhìn quen quen ta. Ủa mấy bạn fan ơi, mấy bạn có biết con mèo này là con mèo gì không? Mấy bạn mình thấy nó quen lắm nè, hình như là tuổi thơ của mình từng thấy nó hay sao á. Ủa con mèo này con mèo gì vậy? Từ cái mắt màu xanh, cái da màu hơi gọi là lông nâu như thế này. Không nhớ mùi nhỏ như ai gặp nè hồi nhỏ. Trời ơi, cứ đón giờ đón non lên làm gì vậy? Cái con này á là cái con talking tôm đó, nhớ chưa? Mình nhớ rồi mấy bạn ơi, thì ra đây chính là cái con mèo mà lúc nhỏ mình hay chơi trong điện thoại á bạn, mà mình có thể đánh nó, sau đó mình nói cái gì là nó sẽ nói lại á bạn. Ấy mà sao tiên bạn quýnh nó tội nghiệp quá vậy cay. Tại vì ủa thì bạn vừa mới nói đó là bạn hay đánh đó thì mình đánh nó vui nè. Ai nhưng mà lúc trước mình đánh nó là đánh nó ở trong điện thoại thôi, còn bây giờ tiên bạn kéo nó ra ngoài đây xong bạn đánh nó tội nghiệp nó quá à. Tội nghiệp cái gì? Trời ơi, à quên, cái con này nó hay lắm bạn, nó còn có chức năng khác nữa, bạn biết đó là gì không? Hả, cái gì ạ? Đó chính là bây giờ mà bạn nói cái gì á là nó sẽ có thể nhái theo được giọng của bạn luôn á. Ủa, cái gì ghê vậy luôn hả? Đâu, bạn test thử coi. Để mình thử cho. Phong Cận rất mập. À, ông nói gì ạ? Phong Cận rất mập. Ê, trời ơi. Oh, wow, ghê vậy ta. Để mình nói thử coi. À, Tôm ơi, quay qua đây. Quay đây nè. Chiron xấu như ma. Trời ơi, hay vậy. Wow. Trời ơi, xịn dữ rồi ta. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy cái con mèo tôm này có giống như con mèo tôm trong điện thoại của bạn không? Bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Trời ơi, chứ hay thiệt sự luôn á. Ê, nhưng mà khoan từ. Vậy có nghĩa là từ nãy giờ là bạn đang chơi game mèo tôm nhưng mà phiên bản thực tế ở ngoài đời hả? Chứ cậu gì hết, chứ cậu cái gì? Ủa cái gì kỳ vậy? Tính ra là nếu như mà nó là một nhân vật ở trong điện thoại ấy, thì bạn đánh thoải mái, còn bây giờ nó ra vô trong Minecraft rồi nó có da có thịt rồi bạn quýnh nó tội nghiệp nó quá à. Không, mình không nhận là mình quýnh nó đâu bạn ơi, mà mình còn dắt nó đi nữa. Đi nó. Ủa? Đi nào. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, Chiron ác quá mấy bạn ơi. Trời ơi, từ coi cái tướng nó chạy kỳ vậy. Từ lại coi. Lại chạy. Ủa. Trời ơi, sao nó chạy nhìn buồn cười vậy trời. Ôi, nhưng mà mấy bạn ơi, mấy bạn đừng có bắt chước Chiron nha. Chiron làm gì là ác quá luôn á bạn. Tính ra con mèo á tội nghiệp cho nó vậy mà Chiron tự nhiên lại xích nó lại như thế. Nè, cay. Vậy ta đi bạn ơi, ta làm gì. Thôi mình nói bạn nghe nè, bây giờ bạn nên thả nó ra đi. Bạn bắt nó như vậy á là tội nghiệp nó lắm. Bạn nhìn nó nè, bạn nhìn thấy không? Cái mặt nó đang buồn hiu luôn, mày thấy không? Đúng rồi. Buồn của chúng tôi à. Trời ơi. Không nói chuyện với bạn nữa, mình đi vô khác mình chơi đây. Đi theo ta, tóc tình to. Ơi, nè, cái từ mình nói bạn nghe này nè. Mình nói này nha, bạn nhìn đi, con mèo tôm này á nó to hơn bạn, nó cao hơn bạn nhiều á. Một ngày đó nó mà tức lên nó quýnh lại bạn à. Bạn đừng có khóc nha. Đúng rồi. Mình có kiếm kim cương mà. Trời ơi, vậy luôn hả? Cái gì mà ác độc quá vậy trời? Rồi xong luôn, tội nghiệp mèo tôm á bạn ơi, nó bị kéo đi kìa. Trời ơi, thiệt sự luôn á. Mấy bạn đừng có bắt chước Chiron nha bạn nha. Chiron làm vậy là xấu tính lắm luôn á bạn. Ơ nhưng mà khoan từ, Sim ơi. Sim, mình nói bạn nghe nè, bây giờ mình nghĩ bạn nên bỏ trốn đi. Ủa sao vậy? Tại vì á, bây giờ Chiron đánh mèo tôm á, một ngày đó Chiron cũng sẽ quýnh mèo Simmy ơi. Tôi lấy cái kiểu tôi chọn cái hai cái mùi ổng luôn á, tính nào không? Trời ơi, nhưng mà mình nói bạn nghe nè, bây giờ bạn về đó, bạn khuyên Chiron là đừng có đánh nó nữa, bạn mau về khuyên đi, không thôi tội nghiệp nó lắm. Tôi biết rồi, Kai ơi, đừng quánh mèo tôm nữa, nó tội nghiệp dễ thương vậy mà. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, mình thấy tội nghiệp cái con mèo tôm nó ghê á. Ủa nhưng mà khoan từ, tại sao nó lại xuất hiện ở trong Minecraft vậy ta? Tính ra nó là game ở trên điện thoại mà nhờ.
Thôi kệ đi. Nói chung là một ngày rồi đó ha, Chiron rồi, Chiron cũng sẽ nhận quả báo cho mà coi các bạn ơi. Tại vì á là Chiron dám hành hạ gọi là cái con mèo tôm đó. Hay, một ngày đó Chiron cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt cho mà coi. Mấy bạn nhớ là đừng bắt chước Chiron nha, mình đã nhắc lần này là lần thứ 3 luôn rồi đó. Mấy bạn đừng bắt chước Chiron nha, động vật là chúng ta phải yêu thương bọn nó nha các bạn. Hay, thôi được rồi. Sam ơi, bây giờ tôi với bà bọn mình đi đào kim cương đi. Dạo này nhà tôi cũng hết kim cương rồi. Thôi mình đi mai đi. Đi mai không ơi, chán quá. Này này, tắt cái tôm này, trời vui quá trời luôn, chơi với con này vui quá trời, vui quá trời. Mỗi lần mình đánh cái là cái đầu nó giật cái lên nhạc lên tùng 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 tùng. À trời đất ơi, Chiron, nãy giờ tôi nói liên tục luôn á, sao không có đánh con mèo hoài, giờ nó năm tuổi quá à. Trời đất ơi là trời. Thiệt tình nó, con mèo có làm gì ông đâu, không có đánh nó hoài gì, nó lắc kìa, trời nó lắc quá trời luôn à. Trời ơi Sim ơi, đánh cái con mèo này vui mà, với lại là cái con mèo này là mèo tóc tôm, nó là trong game thôi chứ đâu phải là gì đâu. Rồi đó, đánh nữa nè. À, trời ơi, hết nói hả nội ông luôn á, nói hoài. Xí, thôi tôi không quan tâm nữa, ông cứ ở đây chơi với mèo đi. Xím ơi, mình Xím dần ông luôn á. Ủa vậy là bị dần rồi hả ta? Tất cả là tại con mèo này, mày. Ui, thấy cha, vui quá trời luôn á. Mà hồi nãy giờ mình đánh nó cũng nhiều rồi, bây giờ cũng thấy đói bụng á. Ừ, chắc đi kiếm gì ăn sớ về có sức đánh tiếp. Hôm nay phải đi kiếm gì ăn mới được. Gà cáp xê đi thôi, let's go. Hả? Ông là ai vậy? Ta chính là quỷ điện thoại. Hả? Quỷ điện thoại? Ông tới đây để làm gì? Ta tới đây là để giúp ngươi chứ còn gì nữa. Chẳng phải là ngươi đang bị con người đánh đập rất là nhiều sao? Nhưng mà ông sẽ giúp tôi bằng cách nào? Bây giờ chính là 3 giờ sáng, một thời điểm rất đẹp. Ta sẽ biến ngươi trở thành mèo tôm chấm e. Hả? Mèo tôm e? Vậy là tôi sẽ có sức mạnh sao? Đúng vậy. Ngươi sẽ có sức mạnh để có thể trả thù những tên con người kia. Bây giờ ta sẽ truyền sức mạnh cho ngươi. Hãy cha! Ta đã có sức mạnh rồi. Đúng vậy, kể từ bây giờ ngươi chính là mèo tôm SE, nên hãy đi trả thù những tên con người kia đi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Được rồi, còn bây giờ thì ta đi đây. Trời ơi, cái gì mà ồn màu dữ vậy? Cái thằng nhóc đáng ghét, sáng nay ngươi dám đánh ta hả? Cái gì vậy? Cái con mèo tóc kim tôm, nó biến hình cái gì vậy? Vừa màu đỏ, màu vừa có 6 tay nữa, là sao? Bây giờ thì ngươi sẽ biết tay ta. Không, có ai không? Có đứa dây, có đứa dây. Trời ơi mấy bạn ơi, từ sáng đến giờ mình với lại Simmy và Sammy bọn mình đã cùng nhau đi mai mệt quá trời quá đất luôn các bạn. Và bọn mình đã mai được rất là nhiều kim cương luôn các bạn ơi, bạn thấy không? Đỡ quá trời kim cương luôn. Ê, nhưng mà hình như là từ sáng giờ bọn mình đi mai là bây giờ cũng đã trời tối luôn rồi Sammy. Hình như là cũng 3-4 giờ sáng luôn rồi trời. Trời, gì 3-4 giờ sáng vậy? Thôi bây giờ mình về ngủ đi Phong ơi, trời ơi trời khuya rồi, ghê lắm. Đúng rồi, giờ mình phải đi về nhà ngủ thôi. Tính ra bọn mình chăm chỉ ghê luôn á, đi mai tận 3-4 giờ sáng luôn. Ủa mà khoan từ, Sim ơi, hồi sáng nay sao tự nhiên bạn đi mai chung bọn mình chứ vậy? Mình nhớ là bạn đi chung với Chiron mà. Trời đất ơi, tôi về nhà nhá, ông Chiron cứ đánh con mèo hoài à. Tôi cứ đã bảo là đừng đánh mấy mèo nào, ông đánh hoài cho tôi bực quá tôi bỏ ông đi luôn. Trời ơi, thiệt sự luôn á bạn. Chiron nó hết
đánh bé Mưa rồi, bây giờ chuyển qua cứ đánh cái con mèo tôm gì đó, tội nghiệp nó quá trời quá đất luôn, đúng thiệt là xấu tính mà. Ai trời ơi. Ủa gì vậy? Cứu tôi với, cứu tôi với. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao sao xem? Ê, cứu mình đi. Ôi, có chuyện gì vậy? Ủa, cái con kia là con gì vậy cây? Con tóc kiền tôm, nó biến thành SE rồi Phong ơi. Hả hả, cái gì? Cái gì? Cái con nó biến thành SE. Ủa khoan, từ cái con tôm, cái con mèo tôm mà hồi sáng nay bạn bắt đó hả? Cái con kia đó, nó biến thành SE, nó có 6 tay, nó còn biến thành màu đỏ nữa, ghê quá. Ôi trời ơi bạn ơi. Cái con mèo tôm này á, bây giờ nó biến thành SE rồi. Trời ơi, thấy chưa cay, tôi đã nói rồi, ông đừng có đánh nó mà. Ông đánh nó làm chi bây giờ, nó ui, giận lên mình nó biết hành đâu, nè. Mình đâu có biết đâu, trời ơi, ai ngờ nó giận gì. Thôi thôi, bây giờ là... Mọi người bình tĩnh cho từ. Cái con mèo tôm này á, bây giờ mặc dù là nó biến thành ESE rồi, nhưng mà nhìn cái người của nó cũng nhỏ xíu à, nó cũng đâu có sao đâu, cho nên là mọi người cứ yên tâm đi chứ không sao đâu. Cũng đúng, tại vì bây giờ nó cũng nhỏ à, cũng bằng mình chứ nhiêu đâu, bây giờ bố nó không cho cúng què, đúng không mọi người? Đúng rồi, bọn mình có tận 4 người lần mà bọn mình sợ gì đó. Các người nhìn ta yếu như vậy sao? Không có chuyện đấy đâu. Các người hãy nhìn đây. Ôi trời mọi người ơi, cái con mèo tôm nó biến to lên đây kìa. Mọi người ơi, bây giờ ấy, nó không chỉ to mà nó còn có 6 cái tay lận lành. Nó chỉ cần mỗi nó một tay thôi, nó đập vô đầu mình thôi, mình chết queo luôn á mọi người. Bây giờ mình chạy á, mình cũng không thể nào mà chạy lại kịp tốc độ của nó đi. Bây giờ ở bên kia mình có mấy con ngựa kìa. Từ bây giờ mọi người lảng ra bên đó, mọi người lấy mấy con ngựa nha, còn tôi sẽ thu hút cái sự chú ý của cái con này, hiểu không? Rồi. Cẩn thận nha, cẩn thận Phong. Mèo tôm. Đi thôi mọi người. Con mèo tôm kia có giỏi thì đuổi theo ta nè. Đuổi theo ta nè, quay. Quay yêu. Tên này thật là lão phết. Khinh thường ta sao? Đúng rồi. Ôi mọi người lên chạy ơi. Chạy nhanh đi mọi người, chạy nhanh đi. Để tôi ơi, có người đâu. Ê, chạy mau. Chạy mọi người. Ủa chạy nào mọi người ơi, mấy cái người kia sao chưa chạy nữa? Chạy nhanh lên. Đúng rồi mau. Trời ơi, nhanh lên bên này nè Sim, chạy nhanh lên Sim ơi. Chạy cái gì chậm vậy? Chạy nhanh lên mọi người ơi. Nó làm mù mình rồi. Ôi không, mọi người cẩn thận á. Đúng rồi Kai ơi. Mình, con ngựa của mình chạy chậm quá, nó đang bị mù rồi, mình không thấy gì hết á. Kai mọi người ơi con ngựa của mình chạy chậm quá, mình bị mù rồi. Không mọi người ơi, tôi không thấy gì hết trơn á, tôi bị mù rồi mọi người ơi. Mình nghĩ là mình với mọi người sẽ phải đi cứu Kairon thôi. Hello team,